Chiếc xe máy nhỏ vừa để mưu sinh, vừa để chị Nam đón ba cô con gái sau mỗi giờ học. Từ ngày anh Tuấn, trụ cột gia đình qua đời, gánh nặng dồn lên vai người mẹ. Đợt dịch, cả nhà 5 người đi cách ly, nhưng khi trở về thì chỉ còn 4 mẹ con. Về tới nhà mà ráng đánh nhau. Mỗi lần khóc em cũng phải đợi 12 giờ đêm con nó ngủ hết rồi đi xuống đất ngồi khóc. Ba cưng chịu con lắm. Lại lúc nào ba cũng che chở con hết á. Tạm gác lại nỗi nhớ sang một bên, hiện thực cuộc sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền không cho phép bố mẹ con chùn bước. Tiền thuê phòng trọ chừng 12m² là khoảng 3 triệu, tiền sữa cho hai đứa nhỏ, tiền học của Minh Thư, rồi tiền ăn uống của cả nhà. Bắt đầu từ tháng 3 là chị không có chạy rác đâu nữa, mà nói chung hiện tại chị may á, thành ra chưa có thu nhập chưa cao. Chị cũng đi bán thêm á, bán thì nói chung là từng bán được từng bán không, thành ra mình phải chấp nhận bán lề đường á. Bộ đồ em bé không có tăng 4 triệu 35 ngàn một bộ, giúp thở bình định 20 ngàn nửa ký, kính mời quý khách. Mẹ cực hơn, mẹ hay mệt nữa. Giờ kiểu như mẹ làm kiếm tiền á, lúc trước thì ba có thể giúp mẹ một phần, bây giờ mẹ con là phải làm hết luôn. Cũng nhiều lúc thấy mẹ không có ăn uống gì á, mẹ làm xong cái mẹ đi ngủ luôn. Chị cũng nói bé thì ráng học đi, con còn hai em nhỏ nữa, phải ráng làm để phụ mẹ nuôi hai em nữa, chứ không mình mẹ hai em còn quá nhỏ và cũng không được giống như bình thường giống như người ta nữa. 4 tuổi rồi mà hiện tại là chưa nói chuyện gì nữa, nên cũng lo lắng đủ thứ. Mọi người ở xóm này ai cũng giúp đỡ không? Chăm con giùm nó, có đồ ăn ngon cũng bưng ra cho mấy đứa nhỏ. Minh Thư thì cũng ngoan, cũng giữ em. Nhưng mà cái tuổi của nó vậy, nhưng mà đủ cha đủ mẹ thì nó cũng vô tư hơn. Còn giờ phải đi học thì phải chăm em, cho mẹ nó mai nó cũng tốt nghiệp. Dạ, con phải cố gắng lạc quan chứ đâu phải lúc nào cũng thấy buồn. Ra ngoài gì vậy cô? Chứ mở ra xem nhá. VB Bank, chúng tôi muốn được đồng hành cùng cháu vẽ tương lai bằng học tập và rèn luyện với phần quà là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng. Ta cũng ủng hộ á. Nhưng ổng cũng như 1-2 triệu á. Cái đầu mất ngủ, cái chân nhiều lắm. Minh Thư nằm trong đội tuyển bóng đá nữ của trường. Hy vọng em sẽ luôn mạnh mẽ để thay cha bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình.